Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình chia sẻ những mẫu nhà đẹp ở nông thôn. Hôm nay thì em lại đang đứng trước một căn biệt thự nhà vườn mái Nhật, 3 phòng ngủ. Ngôi nhà này đang có chiều rộng mặt tiền 16m và chiều sâu là 10m và có 3 phòng ngủ quý vị nhé. Quý vị đang chuẩn bị làm nhà hãy đăng ký kênh của em để theo dõi rất nhiều mẫu em đã chia sẻ trên kênh. Cần tư vấn phong thủy thiết kế nhà đẹp thì gọi cho em số điện thoại 0945032392. Em sẽ trực tiếp đến nhà khảo sát đất, tư vấn phong thủy và thiết kế căn nhà của quý vị. Em đang đi lùi ra phía xa một chút để quý vị nhìn tổng quan ngôi nhà. Vị trí ngôi nhà này thì ở cổ đô Ba Vì, Hà Nội. Và ngôi nhà này thì em đến tư vấn phong thủy và thiết kế từ đầu. Đấy, cái cổng em mở vào cái góc này để tận dụng hai con đường. Ngôi nhà đang có hai mặt tiền. Khi mở cổng vào cái góc này, cua xe ra vào cực thích luôn quý vị ơi. Và bác chủ nhà cũng chia sẻ là các con mỗi khi về là 4-5 con xe vào tất trong sân, xe hàng xóm cũng gửi trong sân luôn, bởi vì nó dễ đi lại. Đấy, quý vị nhìn từ xa ngôi nhà có đẹp không ạ? Ngôi nhà rất đơn giản thôi. Nhiều quý vị cũng bảo là có những cái mẫu nhà cứ làm đi làm lại. Cái mẫu này thì được xem rất nhiều và được làm rất nhiều, bởi vì nó thực sự tối ưu quý vị ạ. Và nó thực sự giá trị cốt lõi. Khi mà xây ngôi nhà to nhà bé không quan trọng, nhưng cái giá trị cốt lõi chính là để ăn, để ngủ, để vệ sinh và các cái không gian nó thuận tiện, nó tiết kiệm chi phí. Thì nó chính là cái giá trị cốt lõi khi mà quý vị xây dựng căn nhà. Giờ mời quý vị đi vào trong để tham quan không gian của ngôi nhà nhé. Cái chiều rộng sảnh tim cột đang là 4m. Em đang chia đều tất cả các không gian. Và những cái cột quý vị để ý có to không ạ? Có vững chãi bề thế không ạ? Đấy. Và hai bên là hai cái đồi tùng. Và có một hướng sảnh đi lên. Hai bên là bệ kê cây để cho cái ngôi nhà nó có nhiều led xanh, cây cảnh thì ngôi nhà của chúng ta sẽ thoáng đẹp hơn. Đây em quay lại một chút để quý vị nhìn từ sảnh ra ngoài sân. Rất là đẹp luôn. Bác chủ nhà chia sẻ là sau khi xây xong thì cũng rất nhiều người xin chụp hình rồi lấy mẫu rồi xin mẫu bản vẽ rất là nhiều luôn. Nên là mỗi vùng là em chỉ xây được có một căn thôi. Còn các bác là cứ xin bản vẽ và triển khai liên tục liên tục. Em rất mong như thế luôn. Bởi vì thực sự khi mà thiết kế ngôi nhà thành công á, thì mới được nhiều người yêu mến, nhiều người thích và nhiều người xin. Xin bản vẽ, xin mẫu đấy ạ. Đó. Và trong cái thiết kế của em, đa số thì cái khoảng nội minh đường em đều để trống để thoáng. Bởi vì sau cánh cửa chính, khoảng nội minh đường nó cũng chính là trung tâm giao thông. Nó cũng cần được thoáng sáng, được rộng nhất. Và nó cũng là trung tâm giao thông để dẫn tới các phòng đấy quý vị ơi. Nên là em liên tục để thoáng. Và ngay phía bên trái là phòng khách kết hợp với liền kề với phòng bếp. Đấy, quý vị thấy không gian có rộng không ạ? Và bên này là phòng ngủ số 1. Và bên này có hai phòng ngủ quý vị nhé. Đó. Và đây là cái không gian phòng ngủ số 1. Đầu giường sẽ kê vào đây. Như ở đây bác chưa có người, bác cứ kê tạm như này thôi. Đầu giường là kê vào đây. Thì cái điều hòa nó sẽ không chiếu vào của chúng ta. Khu vực phòng thờ, quý vị thấy có trang nghiêm không ạ? Và khu vực này thì bác còn đang đặt CNC cắt cái yếm thôi nhá quý vị nhá, cắt yếm đến lưng tường đây này. Đấy. Sau đó là mình buông một cái rèm hạt bồ đề, vì đây là cũng là một ngôi nhà trưởng, ngôi nhà của bác trưởng, nhưng mà trưởng Lam thôi chứ không phải trưởng họ quý vị nhá. Phòng thờ rất trang nghiêm ấm cúng và vừa xinh thôi ạ. Nhiều quý vị là sợ 16 mét có rộng không, thì thực tế đây 16 mét chỉ còn hai lối đi và sâu phía trong chúng ta vẫn kê được những cái nọ lục bình đấy ạ. Cái khoảng này chính là cái khoảng để em chứa cái phòng WC khép kín cho phòng master quý vị nhé. Phòng master ở phía trước này của chú gia chủ luôn ạ. Đấy, và cửa vệ sinh đây.
Đấy, hai cửa sổ, hai đầu giường, quý vị thấy có thoáng sáng, có đẹp không ạ? Phòng ngủ số 3 vẫn 16 mét nhưng mà đang khóa cửa rồi. Thôi em không không vào nữa, quý vị hình dung nó vẫn giống nhau thôi, ba phòng ngủ diện tích bằng nhau và giống nhau luôn ạ. Em thích nhất những cái ngôi nhà cái phòng khách mà thiết kế lệch sang như này. Cái khoảng nội minh đường quý vị thấy nhìn thấy thú vị không? Từ phòng thờ ra nó rất là thông thoáng này. Thực sự đẹp luôn đấy ạ. Và ngay không gian của phòng khách là kết hợp với không gian của phòng bếp, phòng ăn. Phòng bếp, phòng ăn thì cũng có cửa kính này. Và phòng bếp này của em thì đang có diện tích là 8 nhân với 4, 32 mét vuông. Đó. Ngôi nhà đang trong quá trình hoàn thiện. Chưa sắm đủ đồ đâu. Quý vị xem thông cảm. Mở cửa đi về phía sau là khu vực vệ sinh chung và cũng là cái khu vực nhà kho sân ướt ở phía sau này. Đấy. Đấy, cái bồn rửa tay để khi chúng ta trước khi ăn chúng ta rửa tay thì không phải đi vào nhà vệ sinh. Hoặc trường hợp mà khi sử dụng đông thì chúng ta vẫn có cái chỗ rửa mặt nó thông thoáng, nó không bị ùn. Đó, vệ sinh phía sau. Và sau cùng là cái khu bếp phụ sân ướt để nhà kho để đồ đây này quý vị này. Và vẫn có một cái nối đi thông về phía trước bên sườn nhà. Đó. Khi mà thiết kế ngôi nhà, những ngôi nhà hiện đại ở khu vực nông thôn thì bao giờ em cũng ưu tiên đến những cái việc nhà kho bếp phụ sân ướt, bởi vì cái đồ của nông thôn thì rất nhiều đồ quý vị ơi. Và em thiết kế những cái ngôi nhà của quý khách hàng của em thì trên tinh thần giống như là em thiết kế ngôi nhà của chính bản thân mình thôi. Nên là bao giờ cũng phải đưa những cái tối ưu nhất, tiết kiệm nhất cho gia chủ. Và vừa rồi thì em cũng ngồi với bác chủ. Bác chủ thực sự là rất là ưng ý luôn. Và ngôi nhà của tôi là vừa đủ, không thừa, không thiếu chỗ nào luôn. Đó. Cảm ơn quý vị khán giả đã xem cái buổi chia sẻ của em tới đây. Nếu quý vị thấy chia sẻ của em chân thành hữu ích, hãy cho em những nút thích kênh, nút đăng ký kênh. Cần tư vấn thiết kế thì lại gọi cho em số điện thoại 0945 032 392. Hai bên thì thiết kế kiểu hai đồi tùng hai bên để trang trí cây, để tạo những cái nét xanh. Bên kia chú đang trồng cây mộc và bên này em cũng đang tư vấn cho chú là trồng thêm một cây mộc nữa. Về bản thân của cây mộc, cây ngô là chúng ta phải chơi đôi. Như chơi một cây mộc thì nó gọi là độc mộc đấy ạ. Đấy. Có một chút tạo sườn sườn kiểu đồi tùng. Và đây là cái lối đi về phía sau quý vị nhé. Và trong cái thiết kế của ngôi nhà này thì bác quý, cũng hoàn toàn tuân thủ theo cái tư vấn của em. Có nghĩa là kính trắng. Đấy, quý vị hình dung khi mà chúng ta làm kính trắng á, thì nó còn khoe được cái kẻ ở trong cái hoa sắt đấy ạ. Và khi chúng ta treo rèm đẹp nữa thì nó lại càng phô cái rèm đẹp của chúng ta luôn. Và đặc biệt là khi những cái ngày lồm trời, ẩm trời thì nó tối trời á, thì trong nhà nó vẫn sáng, nó không có cảm giác bị tối quý vị nhá. Đó. Và ngay trước cửa bếp là cái dàn mưa, dàn kính chú làm treo lên này. Thì toàn bộ cái không gian của sảnh nó rộng hơn là cái mẫu có cột. Chỗ này thì hai chú cháu tranh luận mãi là có cột hay không có cột, và cuối cùng là chú quyết định làm không có cột để cho cái bậc sảnh nó rộng hơn. Và ngay trước cửa bếp là khu bàn cà phê uống nước này, và dàn lan này, dàn cây này, các bạn thấy bố trí có phù hợp không ạ? Đó. Ngôi nhà rất là đẹp luôn.
quý vị khán giả, đây xin mời quý vị khán giả gặp trực tiếp chú quý. Chú cho cháu xin hỏi là đến giờ phút này cái công năng, cái ngôi nhà của mình có ưng ý tuyệt đối không? Rồi, trước tiên cũng là xin cảm ơn tất cả ekip của nhà đẹp VTN. Như hai nghĩa đến thời điểm này mà nhà tôi cũng hoàn chỉnh từ trong năm, cũng công năng sử dụng thì do anh em thiết kế rất là hợp lý, không thừa không thiếu mà rất là sử dụng tối đa luôn. Đấy, tất cả các gia đình thành viên trong gia đình đều ưng ý, và hai nữa là cũng nhiều cái khách quan lẫn trong các người mà có nhu cầu, người ta đến tham quan cũng đang người ta khen nhiều. Là cái công năng sử dụng nó là thực dụng nhất so với cái nó thực tế, thế cốt lõi như thế. Hai nữa là không bị thừa. Thế còn bây giờ mà bỏ đồng tiền ra bao giờ cũng thế, nhưng mà ra đợt rồi nó sử dụng không hết, nó lãng phí. Cái tổng phí nhà mình đến giờ phút này hết bao nhiêu chú chia sẻ thật nếu rồi. nếu như nguyên không tính nội thất thì nó cả sân vườn nó vào 1.6 tỷ. Vâng, đấy, 1.6 tỷ là cả sân vườn. Diện tích là khoảng 160, 16 x 10 đúng không ạ? Đấy nhá, quý vị khán giả thì cũng rất quan tâm đến giá cả, thì em cũng phỏng vấn chú và chú trả lời trực tiếp rồi nhá. Không phải là câu view, câu like gì đâu ạ. Tất cả mọi cái đều rất là thật luôn đấy ạ. Chú thì cũng rất chân thành, thật thà, và cũng phát biểu rất chân thành với khán giả để quý vị chuẩn bị làm có nhiều cái sự tham khảo. Cảm ơn chú, cảm ơn khán giả. Chúc chú là luôn thật vui vẻ, hạnh phúc, viên mãn cái tuổi già trong cái ngôi nhà nghỉ dưỡng của mình. Xin vâng. Cảm ơn. Vâng. Cảm ơn mọi người. Quý vị chuẩn bị làm nhà nhớ alo em Nhiên nhé. Em lại trực tiếp đến để tư vấn và đồng hành cùng quý vị. Xin cảm ơn mọi người ạ.